Xenia được khen ngợi vì hành động đỡ Mâu Thủy lên cầu thang. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam biết Mâu Thủy gặp khó với váy bó nên nhanh chóng hỗ trợ khi bạn lên nhận giải thưởng. Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy được công bố chiến thắng một hạng mục giải thưởng. Diện chiếc váy dạ hội ôm sát xẻ cao, cựu quán quân Next Top Model gặp khó khăn khi phải bước lên bậc thang. Cô loay hoay tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Ngay lập tức, Hoa chạy tới hỗ trợ người bạn của mình. Đương kim hoa hậu không ngần ngại chỉnh váy nâng đỡ giúp Mâu Thủy dễ dàng tiến lên sân khấu trong giây phút nhận giải thưởng. Hành động của Hoa nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Nhiều người đánh giá cao sự nhiệt tình của đương kim hoa hậu khi nhanh chóng hỗ trợ người bạn thân. Hoa chia sẻ với phóng viên, cô biết Mâu Thủy mắc chứng sợ độ cao trong thời gian tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Khi ấy, chị ấy loay hoay ngay cầu thang, ekip lại ở vị trí xa không kịp chạy tới. Tôi liền lên phụ chị. Đó đơn thuần là chị em giúp đỡ nhau thôi. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa được khen ngợi bởi những hành động dễ thương. Tại sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cuối tháng 4 vừa qua, dù hoàn thành phần trình diễn của mình, Hen vẫn nán lại ghế ngồi trên sân khấu theo dõi và cổ vũ Hoàng Thùy diễn thời trang. Sau đó không lâu, khi Hoàng Thùy trình diễn trong chương trình thời trang Dạo Bước Trên Mây, Hen tiếp tục hò reo cổ vũ người bạn thân. Hoàng Thùy chia sẻ, tiếng cổ vũ của Hen to đến mức cô nghe thấy và cố lắm để không cười. Chiếc váy giúp Hoa lột xác ấn tượng nhất từ trước tới giờ bị nghi là sản phẩm đạo nhái. Trong số các kiểu váy Hoa từng nhận diện thiết kế từ khi đăng quang đến nay, đây là kiểu váy ấn tượng và gây nhiều tranh cãi nhất. Có điều giờ nó lại bị nghi là đạo nhái thiết kế. Đội lên vương miện, hoa hậu đồng nghĩa với việc Hoa luôn phải nép mình trong những khuôn phép ăn mặc, sao cho thật thanh lịch mà không quá hở hang, phản cảm. Đó là lý do vì sao kể từ khi cô đăng quang, người ta chỉ hiếm khi nào thấy Hoa vượt khỏi ranh giới an toàn. Cho đến sự kiện Ellie Style Award gần đây, diện một bộ váy nhung đen với đường xẻ ngực hiểm hóc của nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh kết hợp cùng kiểu tóc kém ấn tượng, Hoa chính là một trong những gương mặt ấn tượng nhất trong sự kiện ngày hôm đó. Sắc vóc bốc lửa cùng set đồ vượt qua mọi ranh giới an toàn của cô. Tuy gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng ai cũng phải công nhận rằng Hoa vẫn khiến người ta khó có thể rời mắt. Tuy nhiên, các tín đồ thời trang ngay lập tức đã nhận ra sự bất thường trong bộ đầm này. Sở dĩ nói là bất thường bởi nó rất giống với mẫu váy nhung xanh Navy thuộc bộ sưu tập thu đông 2019 mà Versace trình làng từ hồi đầu năm. Có ít nhất 3 điểm giống nhau giữa hai bộ trang phục trên. Đầu tiên là về chất liệu, đều là nhung đen Navy sang chảnh. Thứ hai là chi tiết khuyết ngực để lộ phần bra đính kim loại sắc ngọn. Và cuối cùng là chi tiết nút dây ở phía bên phải. Tất nhiên, tuy không giống hệt nhau 100% nhưng nói về mặt ý tưởng, tinh thần giữa hai chiếc váy lại na ná nhau. Cộng thêm việc sinh sau đẻ muộn hơn váy của Versace, không khó để hiểu vì sao người ta lại đặt nghi vấn đạo nhái với váy của nhà thiết kế Lê Ngọc Kim Khanh. Mặc đẹp sẽ là khái niệm xa vời với Hoa nếu cô cứ mãi lạc lối trong những bộ cánh khó hiểu như thế này. Có sắc vóc, có danh tiếng nhưng tiếc là mãi đến bây giờ, Hoa vẫn chưa tạo dựng được cách ăn mặc ấn tượng. Mặt đẹp, dáng chuẩn không phải lúc nào đi liền với hai chữ phong cách. Việc xây dựng được hình ảnh đẹp, được style ấn tượng, tưởng không khó nhưng kỳ tình là khó không tưởng. Bạn đừng nghĩ đơn giản rằng cứ khoác lên người những item trên đi thì an toàn, cứ mít vô tội vạ mấy thứ lấp lánh thì nghiễm nhiên được tán dương. Mặc đẹp nếu mà dễ thế, có lẽ người tưởng như là hoàn hảo hơn như Hoa đã không dăm lần bảy lượt mắc lỗi về trang phục rồi. Set đồ gây ám ảnh nhất gần đây của cô là combo sơ mi lụa, quần xuyên thấu rát kim tuyến mang âm hưởng đồ khiêu vũ của phụ nữ U60. Mặc lỗi thì thôi đi, Hoa còn gây nhức nhối đến cuộc cùng với kiểu tóc lẫn cách trang điểm, có lẽ không cần chê thêm nữa. Thực tình thì đây là một ca khó phân định. Người chê cũng nhiều mà người khen cũng không ít, nhưng nhìn chung là hình ảnh táo bạo này không được thực sự hợp với Hoa. Hở nhưng không tinh tế thì cũng chưa coi là đẹp được. Form dáng tay lệch tà, như thác đồ kiểu này không hẳn là quê, nhưng cách xử lý chất liệu khiến nó thiếu tinh tế trầm trọng. Thêm vào đó, Hoa đáng lẽ cũng nên đổi đôi sandal màu bạc,
yên vị ở đáy tủ chứ đừng nên trình hình ở sự kiện lớn làm gì. Công bằng mà nói thì bộ đồ này của Henie không xấu, chỉ là cô đã không khéo để mình mắc phải lỗi trang phục kém duyên mà thôi. Hệ quả của việc mặc tất cả những thứ có thể mặc lên người sẽ khiến bạn trông chẳng ra hình tượng gì cả. Một set đồ được make như một nồi lẩu thực phẩm vốn dĩ chưa bao giờ là đẹp. Từ sau khi đăng quang, hoa hậu Henie rất chăm chỉ thay đổi phong cách thời trang. Cứ tưởng làn da nâu rắn giỏi hay mái tóc ngắn cá tính sẽ đóng khung phong cách của nàng hậu. Nhưng không, Henie chẳng ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau để làm mới hình ảnh của mình. Đăng quang mới được có vài tháng, thế nhưng hoa hậu Henie đã khiến các người đẹp vbiz khác phải nể phục phần nào bởi sự biến hóa phong cách của mình. Nếu như ngày đầu đăng quang, những thiết kế váy áo ôm sát gợi cảm chính là vũ khí tôn chọn vóc dáng của những đường cong chuẩn siêu mẫu của Henie, thì càng về sau này công chúng lại thấy Henie thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng khác nữa. Ngắm nhìn Henie với mái tóc kém cá tính, đa phần mọi người đều nghĩ nàng tân hậu chỉ hợp với style cá tính hay sexy gợi cảm, nhưng thực tế thì Henie mặc đồ thanh lịch kín đáo cũng rất đẹp, diện váy áo điệu đà cũng rất nữ tính, và ngay cả khi diện áo dài thướt tha nhìn cô vẫn vô cùng duyên dáng chuẩn mực. Vậy thì hãy xem những thử nghiệm của Henie đâu là phong cách hợp với cô nhất. Sexy gợi cảm. Sở hữu vóc dáng săn chắc thon gọn cùng mức da nâu nóng bỏng cộng thêm mái tóc kém cá tính, tất cả những điểm mạnh về ngoại hình của nàng tân hậu đã giúp cô tự tin khoe dáng trong những bộ đầm ôm sát cắt xén hay xẻ cao hút mắt nhất. Và cũng chính vì vậy mà những ngày đầu đăng quang đóng khung mình trong những thiết kế sexy gợi cảm thế này, không ít người nhận xét Henie đã táo bạo quá trong khoản diện đồ xuất hiện trước công chúng, phá cách cá tính. Thoát ra khỏi hình ảnh một nàng hậu thì lúc nào cũng phải diện váy áo bồng bềnh sang trọng. Có đôi lần Henie thực sự gây ấn tượng với những trang phục hay thời thượng trong những bộ đầm ngắn ôm sát phô diễn vóc dáng. Đúng là ngoại hình của cô từ khuôn mặt, vóc dáng đến cả làn da mái tóc, tất cả đều trở thành nền tảng để phong cách và khí chất của Henie thăng hoa khi diện những thiết kế khác biệt như thế này, thanh lịch nhẹ nhàng. Quay trở lại với hình ảnh một nàng hậu duyên dáng thanh lịch, những thiết kế váy áo nhẹ nhàng tạo nên nền tảng để Henie gây dựng thiện cảm trong lòng người hâm mộ về phong cách của cô. Và không chỉ cá tính hay gợi cảm, người hâm mộ còn thấy được một Henie tinh tế và trang nhã vô cùng trong những thiết kế đầm kín đáo, điệu đà nữ tính. Cứ nghĩ với vẻ ngoài của mình Henie sẽ không hợp với phong cách điệu đà nữ tính, những thiết kế váy bồng xòe điệu đà như chỉ dành riêng cho các nàng hậu tóc dài thướt tha mềm mại, thì nay một hoa hậu cá tính khác biệt và ấn tượng như Henie vẫn có thể diện được, thậm chí còn nữ tính điệu đà đến không thể ngờ. Nền nã chuẩn mực. Áo dài chính là chuẩn mực cho tất cả những gì tinh tế, e ấp và duyên dáng nhất của người phụ nữ. Và đã là một hoa hậu thì không thể không khoe dáng, khoe sắc trong những tà áo dài thướt tha này. Khi mặc áo dài, cô khéo chọn thêm mấn đội đầu hay trải chuốt tại tạo kiểu cho mái tóc, để ngay cả khi tóc ngắn thì Henie cũng vẫn vô cùng dịu dàng, e ấp khi diện áo dài.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.